Thôi bấm rồi đó. Dạ. Dạ. Mất cái gì? Rồi, kính chào bà con. Rồi, tiếp tục buổi chiều hôm nay là đến một phòng là bệnh nặng để giúp một hoàn cảnh do em Vũ Liên là giới thiệu. Đây, đi vô đây. Đây là chị Phương Linh, anh Hùng, xã Long Định. Là chào chị, chào hỏi chị tên gì? Bùi Thị Em. À, chị làm nghề gì để sinh sống? Gói bánh, bán chị gói bánh, bánh gì vậy? Hả? À, gói bánh ú, bánh ít mình tự làm bán ở chợ Long Định đó hả? Hả? À, rồi ông xã chị làm nghề gì? Chị làm bằng mướn. Rồi, hiện nay thời gì bị chị bệnh bệnh gì vậy? Mổ đại tràng với mổ trên đây hả? À, như mình có thể bảo hiểm không? Có bảo hiểm à, thì mình nhà mình có sổ hộ nghèo không? Hả? Hộ cận nghèo hả? À, thì cận nghèo với nghèo cũng được rồi, đã có sổ rồi, nghèo thì được rồi, cận nghèo nghèo đó. Thì nhà nghèo kế bên nhà rách thì chưa cận nghèo á. Rồi thôi như vậy thì cái hoàn cảnh này thì có cái hội chữ thập đỏ xã Long Định của nhóm em Hoàng Thái đó, gửi cho chị 1 triệu à, như vậy ha. Đây cảm ơn nhóm Hoàng Thái nhóm Dương Hoàng Thái thì thông qua em Vũ Liên thì đến gửi cho chị 1 triệu tại vì biết chị nghèo khổ á, thì người ta giúp thì cho chị đỡ phần nào ha, như vậy ha. Đi hôm nay có chị Linh, ôi anh Hùng cố gắng hết bệnh, nhận cái số tiền này điều trị cho hết bệnh về cho nó khỏe khoắn lại đó, rồi cũng cái cuộc sống mình xây dựng lại làm ăn trở về lại. Rồi vậy ha Vũ Liên, á vậy được chưa? Rồi ha, rồi xin cảm ơn tất cả, cảm ơn nhóm Hoàng Thái đã giúp cho hoàn cảnh này. Em xin là cái này nha chị. Rồi cảm ơn, chúc bà con nó xong này luôn mạnh khỏe. Ngày 25 tháng 10.